Mến chào tất cả quý vị đã quay trở lại với chuyên mục audio chuyện dài kỳ trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Tú Quỳnh rất vui khi lại được đồng hành cùng với tất cả quý vị. Quý vị thân mến, tập truyện vừa rồi Tú Quỳnh đã gửi đến cho quý vị tập đầu tiên của bộ truyện Tình ngỡ phôi pha được viết bởi tác giả Lan Định. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 2 của bộ truyện này. Nhân vật chính của chúng ta, cô gái tên Tuyết Lê với vẻ ngoài là một cô gái làng chơi, một cô gái ba đúng nghĩa. Nhưng phía sau đó lại là một câu chuyện đời đầy nước mắt. Liệu rằng số phận, tình duyên đã đẩy đưa như thế nào để cô phải một mình nuôi con với biết bao nhiêu khó khăn, biết bao nhiêu những khổ đau phải một mình chịu đựng. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Tú Quỳnh theo dõi tập truyện ngày hôm nay để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Người phụ nữ trung niên đang nuôi cháu trai Nằm cùng phòng với Linh Chi Xua xua tay với vẻ ngựa ngập Cháu gái à Đừng có nói như vậy Cô không giúp được gì nhiều đâu Cháu muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn những y tá trực hàng đêm ở khoái Mỗi tối khi người giúp việc của cháu đi ra ngoài Họ đều ghé qua xem xét cho cháu gái mấy lượt Cô đói Thu Lan Cô gái mà cháu nhờ chăm sóc Linh Chi Đều ra ngoài vào mỗi tối sao Câu hỏi như mở đúng vang bức xúc của người phụ nữ trung niên. Giọng bà ấy bắt đầu trở nên phẫn nộ. Chưa còn không phải sao, cái con bé chảnh chòi ấy bao giờ cũng chờ cháu đi khỏi rồi bắt đầu bỏ bê con gái cháu. Nó đem điện thoại đi ra ngoài hành lang, nói chuyện mỗi lần cả tiếng đồng hồ. Con gái cháu cần đi vệ sinh, cần nước uống toàn phải nhờ cô hoặc là những cô y tá đi kiểm tra phòng giúp nó. Trần Tuyết Lê nghe xong mà rụng rời cả tay chân cô không ngờ lại xảy ra sự việc như vậy sau lưng mình. Bà cô kia dường như vẫn chưa hết bực bội, miệng nói như súng liền thành. Cái con bé chanh chua ấy, có mới tí tuổi đầu mà đã hỗn láo không chịu được. Hôm đầu tiên cô thấy chướng mắt cũng đã góp ý với nó một chút, nhưng nó cân cân cái mặt lên, bảo rằng cô nhiều chuyện, đã thế nó còn trù ẻo cháu cô nữa. Cái thứ không có lương tâm. Nhìn thấy gương mặt bàng hoàng tái mét của tình tuyết lê, bà ấy ngần ngại cũng bắt đầu dìu dòng xuống cô đã định nói với cháu để cháu chấn chỉnh lại nó nhưng mà ông chồng cô bảo rằng làm như vậy có vẻ xem như xen vào việc của người khác cô sợ chút lấy phiền phức không đáng thôi thì cô đành quan sát lúc nào con gái cháu cần thì cô giúp nó một chút dù sao bọn trẻ cũng gần xuất viện tuyết lê đờ đẫn cảm ơn bà ấy sau cùng nghe thấy tiếng bãi gấp gáp thở dài mệt mỏi rồi tiếng bước chân đi ra khỏi phòng. Cửa phòng đóng lại, cô đã sụp xuống, nắm lấy tay Linh Chi, khóc nức nở. Bé ngoan của mẹ, mẹ xin lỗi con, mẹ không thể ngờ lại để con chịu khổ và uất ức như vậy Linh Chi, con hãy tha lỗi cho mẹ. Linh Chi vẫn còn chìm sâu trong giấc ngủ nhờ thuốc an thần, cho nên trong khắp căn phòng chỉ còn lại tiếng nức nở không thôi của Tuyết Ly. Rất lâu sau cửa phòng mới mở ra, Thu Lan hớp tóc Chạy tới Thấy Tuyết Lê đang nằm gục bên giường Thì khường lại Bối rối đứng xoa tay vào nhau Chị chị Tuyết Lê Em Lắp bắp mãi mà không thể biện ra lý do Để có thể thuyết phục Tuyết Lê Cuối cùng cô ta đành vải ngậm miệng Đứng ló đầu xuống Hôm nay cô lại đi đâu Giọng nói phát lạnh của Trinh Tuyết Lê Khiến cô ta giật mình Vừa ngẩng đầu lên đã đối diện với một đôi mắt chứa đầy phẫn nộ của cô. Hôm nay là ai bị tai nạn? Là ai bị bệnh phải đi cấp cứu? Lần trước là bà của cô lên cơn đau tim. Bây giờ còn những ai có thể bịa ra trù ẻo thì cô cứ việc mang ra hết đi. Cha, mẹ, anh chị hay thậm chí là người bạn trai kia của cô cũng được. Có lẽ ngày thường tái độ tuyết lê đối xử với cô ta thực sự rất mềm mỏng. Cho nên lần đầu tiên thấy cô nói những lời nặng nề như thế. Thù làng mấp máy môi mãi vẫn không biết trả lời thế nào tôi thực sự không ngờ sự tin tưởng tôi dành cho cô đã được cô báo đáp như thế cô bảo cô là sinh viên đi làm khó khăn muốn tìm việc để giúp đỡ gia đình bớt gánh nặng tôi đã tin mà không nghi ngờ bây giờ mới thấy tôi ngu ngốc tới cỡ nào chị ơi uh, em uh, uh, chị nghe em giải thích đi miễn tôi đã nghe người khác nói tất cả cũng tận mắt chứng kiến hậu quả khi cô bỏ bê con gái tôi cũng không cần dùng lời xảo quyệt để bao biện nữa Trần Tuyết Lê nói chuyện hơi lớn tiếng một chút, khiến Linh Chi bị ồn ào cửa mình. Cô kịp thời thu nhỏ lại âm lượng cuộc nói chuyện. Thu dọn đồ đạc của cô rồi biến đi. Trước khi tôi tính toán nợ nần với cô thì tốt nhất, nên nhanh chóng rời khỏi chỗ này đi. Nghe giọng điệu cương quyết của Tuyết Lê, cô Hả Thu Lan biết rõ rằng đã không còn có thể cứu vãn được công việc hời này nữa. Cô ta cắn môi quầy đi, tiếng gót giày dằn dỗi, nện trên nền gạch nghe đinh tai nhức óc. Tâm trạng của Tuyết Lê vừa được xoa dịu lại, bắt đầu tệ đi. Nước mắt bắt đầu rơi theo từng tiếng khóc, tấm tức đè nén. Cô cắn mạnh vào tay mình, ngăn tiếng nước nở, trong lòng tầm mắng chính mình không biết bao nhiêu lần. Tuyết Lê, mày là đồ ngốc, mày là người mẹ tệ bạc. Y tá trong ca khám bệnh sáng nay, ở khoa sản nhạy cảm chạy ra, thái độ của bác sĩ Tần không giống như mọi khi. Tuy rằng không có hành vi và cử chỉ không phù hợp với vị trí người thầy thuốc, nhưng có cảm giác khác hẳn từ trước tới giờ. Sự ấm áp và hòa ái bình thường của bác sĩ Tần đã biến mất, thay vào đó là cảm giác lạnh nhạt và thái độ giải quyết việc chung thấy rõ. Y tá Hà kéo tay người bạn trượt chung với mình, nói nhỏ. Hôm nay bác sĩ Tần bị trưởng qua mắng sao? Làm sao có thể? Đâu phải cô không biết, bác sĩ Tần xưa nay đều là học trò ngoan, số 1 của giáo sư Lục. Đi đầu mấy cũng khoe khoang về thành quả dạy dỗ, một nhân tài của mình. Đời nào mấy nở mắng. Thế thì vì sao? Đừng có nói với tôi là từ sáng tới giờ cô không nhận ra cái gì khác thường nha. Người y tá kia nhìn Tần Đình đang sắp xếp lại hồ sơ. Trên bàn với vẻ vô cùng mệt mỏi. Thấy anh trồng chốc lát, anh lại lấy tay dây dây tráng. Vẻ mặt bình tản bấy nhiêu năm không giữ được. Xưa nay cho dù có đứng trước người nhà bệnh nhân Có thái độ và lời nói khó chịu nhất Bác sĩ Tần cũng không hề để lộ Cảm xúc khó chịu Vậy điều gì đã khiến cho anh ấy Trở nên mất khống chế như thế Không lẽ Cô ấy đánh bạo đi tới Đặt tập hồ sơ đã sắp xếp Xong xuôi lên bàn Sau đó gọi Tần Đình đang ngồi nhắm mắt Ngửa đầu trên ghế Thưa bác sĩ Bệnh nhân sắp xếp khám buổi sáng hôm nay đã xong rồi Anh có thể nghỉ ngơi Nhìn sát mặt của anh ơi kém Đêm qua chắc là anh lo cho bệnh nhân nhỏ Ở phòng 301 nên không ngủ được phải không Bác sĩ yên tâm đi Lúc nãy tôi vừa gặp bác sĩ Lạc Anh ấy vừa đến thăm cô bé Anh ấy bảo rằng tình trạng cô bé không đáng ngại nữa Mãi nói chuyện cô ấy không để ý đến chuyện Tân Đình đang nhắm mắt Đã giật nảy mình mở mắt ra Nhìn mình từ lúc nào Y tá Lâm Cô nói bệnh nhân phòng 301 bị gì cơ thì thì tối hôm qua cô bé ấy bị ngất xỉu trong phòng vệ sinh, phải đưa xuống phòng cấp cứu. Chuyện gì xảy ra? Ờ, độ khoảng 1-2 giờ sáng, tối hôm qua tôi không có trực. Chỉ nghe bạn tôi là y tá trực ở khoa gì nói lại. Cô ấy nói mẹ con bé mặt cắt không còn giọt máu chạy tới, xém chút nữa là ngất xỉu luôn rồi. Câu chuyện tưởng chừng vô tưởng vô phạt này lại có sức ảnh hưởng, hết sức lớn đối với tận định. Y tá Lâm nhìn thấy hàng mày rậm đang nhíu chặt lại của bác sĩ Tần bắt đầu giãn ra. Trong phút chốc, cả khuôn mặt dường như ruộng đất khô cằn, được cơn mưa mùa xuân tưới tắm, cứ như được thay một sức sống mới. Bác sĩ Tần đột nhiên ngồi thẳng người dậy, dở tập hồ sơ chị vừa đặt trên bàn ra, hỏi với chất giọng, ấm áp, quen thuộc. Còn bệnh nhân chờ không? Nếu bệnh nhân còn ngồi đợi, thì chị gọi vào khám luôn, không cần chờ đến buổi chiều đâu ôi chào, biến hình cũng nhanh quá cơ vừa nãy là một người đàn ông lạnh lùng với vẻ mặt không nên đến gần thì bây giờ lại biến thành ngọn gió ấm áp mùa xuân thay đổi nhanh như vậy lần đầu chị mới thấy câu chuyện phím mà cô đưa ra có sức ảnh hưởng lớn như vậy sao ai bảo chỉ có phụ nữ thời kỳ tiền mãn kinh mới lúc nắng lúc mưa người đàn ông mới chớm bước vào độ tuổi trung niên như bác sĩ tần không ngờ cũng có triệu chứng đó không thể trách khi y tá Lâm lại so sánh trạng thái lúc này của bác sĩ Tần với những người phụ nữ đang bước vào thời kỳ tiền mãn kinh. Bởi vì mặc dù vẫn là một người đàn ông độc thân sáng giá, nhưng với độ tuổi 38 của mình, bác sĩ Tần cũng không phải là một chàng trai trẻ. Bạn bè, đồng nghiệp, rồi thậm chí người thầy đáng kính của anh, giáo sư Lục Chim Đông, cũng nhiều lần hỏi dò về tiêu chuẩn kén chọn bạn gái của Tần Đình, cũng như lý do vì sao anh lại phòng không? Chiếc bóng đến tận bây giờ. Những lúc như vậy bác sĩ Tần lại dùng nụ cười nhẹ của mình đáp lại. Sau đó trả lời ba chữ gọn lõn. Duyên chưa tới. Từng có những cuộc thảo luận ngầm của những đồng nghiệp nữ trong viện về xu hướng giới tính của bác sĩ Tần nhưng đều bị những người khác dùng lập luận sắc bén để bác bỏ kỳ thật cho dù sự thật có thế nào thì những cô gái trẻ ấy cũng tìm mọi cách để bào chữa cho anh thôi bởi vì hầu như ai nhìn vào vị trí của anh đang có và phẩm chất hiện lộ của tần đình cũng nghĩ tới một cơ hội trở thành bà tần nên bây giờ cho dù tần đình có tiếp tục cô đơn gối chiếc thêm vài năm nữa thì cũng chẳng có vấn đề gì khác có ai không muốn nuôi hy vọng cơ chứ biết đâu một ngày nào đó bác sĩ tần đột nhiên lại thay đổi ý định nếu như anh ấy muốn ổn định, thành lập gia đình, thì những cô gái xung quanh tiếp xúc với anh thường xuyên chắc chắn là người có nhiều cơ hội nhất. Lần này Linh Chi ngất xỉu. Tuy thật là nguy hiểm nhưng cũng có mặt khiến cô bé cảm thấy rất vui. Đó chính là bà chị Thu Loan động đảnh kia đã bị mẹ cô bé cho nghỉ việc. Hiện giờ do mẹ bé chăm sóc là chính. Lúc nào mẹ bận thì sẽ có người chăm sóc chuyên nghiệp trong hệ thống kết hợp của bệnh viện do mẹ nhờ chăm sóc. Tiền công được tính theo giờ nhưng vẫn nằm trong khả năng trì trả của Tuyết Lê. Dưới sự động viên và cổ vụ của mẹ, Linh Chi đã kể cho Tuyết Lê nghe về âm mưu xạo trá của cô nạn Tu Lan đó. Làm việc chay trời, thường xuyên nói dối, nhưng vốn cũng là một sinh viên với kiến thức và sự trải đời. Thu Lan dễ dàng thao túng tinh thần của Linh Chi cô ta liên tục nhắc khéo Linh Chi rằng mẹ cô bé đã phải cực khổ kiếm tiền như thế nào. Đến đêm cũng không được về, bảo bé không được làm cho mẹ lo lắng. Linh Chi sợ mẹ buồn, mẹ mệt nên cô bé ngậm tâm không kể về những uất ức mình phải chịu đựng suốt thời gian qua. Nghe con gái kể, Tuyết Lê càng thêm đau lòng. Cô giận bản thân mình thời gian gần đây chỉ biết lao đầu kiếm tiền. Đối với việc quan tâm con cái, đã có phần lơ là vì tin tưởng và thu lan cái miệng dẻo quẹo của cô ta. Linh Chi nhìn thấy đôi mắt mẹ bắt đầu đỏ lên, cô bé đau lòng ôm lấy cổ mẹ thì thầm. Mẹ ơi không sao đâu, lần này chỉ là do con sơ xuất, con có thể tự mình chăm sóc, mẹ đừng nên tốn tiền thuê người ở cùng với con nữa. Hay là mỗi khi mẹ bận công việc phải làm đêm, mẹ cứ để con ở nhà một mình thôi, con hứa sẽ ngồi ngoan ngoãn trong phòng Không ra ngoài Ngồi chờ mẹ nữa Như thế sẽ không bị nữa Trần Tuyết Lê ôm siết lấy thân hình nhỏ bé Nóng ngồi ấy vào lòng Nước mắt rơi xuống như mưa Bé ngốc của mẹ Sao mẹ có thể để con ở một mình chứ Con cứ yên tâm Từ giờ mẹ sẽ không bao giờ để con phải chịu ấm ướt nữa Mẹ hứa đấy Linh Chi, mẹ hứa Con là tất cả của mẹ Mẹ sẽ không bao giờ để con tổn thương Lời mẹ nói càng lúc càng xa chủ đề họ đang hướng tới. Câu hiểu được, câu không hiểu. Thế nhưng Linh Chi vẫn ôm lấy mẹ, rồi đưa đôi bàn tay nhỏ xíu, lau đi dòng nước mắt vàng dùa của Tuyết Lê. Bên ngoài cửa phòng, Tần Đình im lặng quay bước đi. Từ giây phút hiểu lầm Tuyết Lê, chơi rồi bỏ rơi anh một mình trong phòng khách sạn. Tần Đình đã nhấp nhổm không yên, chờ tới giờ nghỉ trưa, không màng ăn uống. Việc vừa dứt, là anh cất những bước chân như bay đến căn phòng 301 này. Nhưng khi đứng trước cửa phòng, anh lại thấy do dự. Tần Đình, anh lấy lý do gì để tiếp cận với mẹ con cô ấy đây? Cho nên lúc đó, bác sĩ Tần không đẩy cửa bước vào phòng mà lặng lẽ quay về. Anh liên hệ với phòng công tác của bệnh viện, nhờ y tá đưa giấy giới thiệu dịch vụ thuê người chăm sóc chuyên nghiệp cho Tuyết Lê. Cô ấy nhanh chóng đồng ý, gánh nặng trong lòng Tần Đình đã vơi đi một nửa. Sau ca làm việc ban chiều khi ấy, anh đã thu hết can đảm định đi đến gặp hai mẹ con Tuyết Lê, thì mẹ của anh gọi điện đến. Bà Tần sợ anh quên bữa tối đã hẹn, nên canh ngày giờ tan làm đã gọi điện cho con trai cả. Không còn cách nào khác, Tần Đình thở dài rồi chuyển hướng đi xuống bãi xe của bệnh viện, lái xe quay về nhà lớn họ Tần vừa tối không yên lành mà xoay quanh chủ đề đấu đá của hai bố con tần chinh và tần tranh cũng không khiến anh vơi đi nỗi lo lắng vì hai mẹ con đang nằm trong bệnh viện sau khi vất vả trấn an bố mẹ già và áp tải thằng em cứng đầu cứng cổ về nhà của nó không hiểu sao anh lại có thôi thúc muốn đến bệnh viện để rồi cuối cùng chứng kiến một màn xót xa như thế nhìn linh chi bác sĩ tần lại nhớ về những ngày tháng trước khi trở thành con của mẹ thời niệm. Sống dưới nành vút nham hiểm của người dì ruột, chịu đủ trò tài nhẫn, ném đá dấu tay của lệ trân, nhưng anh chưa hề khóc lóc một lần nào vì sợ hãi. Nhưng Tần Đình, dù có thông minh đến mấy thì vẫn là một đứa trẻ. Giữa đêm dài quạnh quẻ, đứa trẻ ấy vẫn có một mơ ước cháy bỏng, là có một người ôm lấy cậu và thì thầm những lời như Tuyết Lê đã nói với Linh Chi. Mỹ mắt nặng trĩu anh buộc lòng phải lần thứ ba trong ngày quay đi, không dám bước chân vào căn phòng ấy. Tuyết Lê kiên nhẫn chờ đến khi Linh Chi ngủ say mới nhẹ nhàng bước ra ngoài, khép cửa phòng lại, cô quen đường quen đẻo tìm đến qua ung bướu, gặp bác sĩ Trần theo lời hẹn. Cô Trinh, mời ngồi. Hôm kia tôi có nhờ người nhà cô nhắn lại, nhưng mà chờ bà ấy không thấy cô nên buộc lòng phải xin số điện thoại rồi liên hệ với cô. Sợ dĩ cấp rút như vậy là vì Tình hình con gái cô lúc này không được ổn cho lắm. Hai tay tuyết lê ruồn rảy, xoắn vào nhau, gương mặt cô từ từ trở nên trắng bịt. Mất một lúc mới ruồn ruồn hỏi. Là sao thưa bác sĩ? Kết quả xét nghiệm chuyên sâu có rồi. Con gái cô thực sự mắc bệnh máu trắng. Như tôi đã nói với cô lần trước, cô cần về bàn bạc kỹ càng với chồng mình. Có lẽ hai người nên có một kế hoạch. Chúng ta cần một đứa bé khác để có hy vọng cứu lấy con gái cô. Âm báo chờ cuộc gọi điện thoại Rất lâu vẫn không có người nhận Sự chờ đợi ngột ngạt kéo dài Đến tận khi tuyết lê Sử dụng hết chút can đảm vừa tích cóp. Cô chần chừ một lúc rồi cuối cùng quyết định Đưa ngón tay lên Định bấm nút ngắt cuộc gọi Có tiếng lao sao Sau đó là một giọng phụ nữ thản nhiên Alo ai đấy Tiếng trả lời ngàn trong cổ hồng Tuyết lê mấp máy môi mãi Vẫn không thốt được âm thanh nào Tôi hỏi ai đấy sao không trả lời Hiện nhiên Người kia đã bắt đầu tức giận Còn không lên tiếng là tôi cướp đấy Thời nào rồi mà còn chơi mấy trò phá rối trẻ con thế này Có tiếng đồ đạc lột cột Sau đó là tiếng lầm bầm khó chịu Tuyết Lê vội vàng bật lên Một câu than tốt Mẹ Đừng cướp máy Xin mẹ Đầu dây bên kia im lặng một lúc Vài giây sau mới hỏi lại Ai đấy Tuyết Tuyết Lê. Vâng, là con đây. Tuyết Lê che miệng, ngăn tiếng khóc bật ra khỏi cổ họng, bên kia cũng vang lên tiếng thở nặng nề, sau đó, người phụ nữ kia lại cất giọng bình thản. Cô gọi để làm gì? Lần trước tôi đã nói với cô rất rõ ràng, chuyện đó không có cửa để thương lượng. Nhưng mà mẹ ơi, dù sao nó cũng là cháu ruột của mẹ mà. Người được Tuyết Lê gọi là mẹ kia gắt lên, Tôi chưa từng cần nó, cũng từng bảo rằng sẽ không bao giờ cần nó. Là cô lì lỡ muốn sinh ra nó thôi. Điện thoại vang lên tiếng thở hỗn hển của bà ấy, dường như sắp tức giận đến mức không thở nổi. Cô biết thừa người tạo ra nó đã gây nên tội lỗi tày trời với gia đình này, với tôi và cả cô nữa. Sao cô cứ cứng đầu cứng cổ muốn sinh ra nó? Nước mắt rơi ướt đẫm bàn tay đang che miệng, tuyết lên nước đỡ hỏi một câu. Mẹ căm hận nó như thế Vì ba của nó đã gây ra tội lỗi với con Hay không thể chấp nhận nó Vì anh ấy đã gây ra tội lỗi với chị Tuyết Linh Mẹ là vì con hay vì chị ấy Nghe nhắc đến tên của một cô gái khác Dường như người phụ nữ kia càng thêm mất khống chế Bà ta gào lên qua ống nghe điện thoại Không được nhắc tới đó Cô không có tư cách để nhắc tới Tuyết Linh của tôi Cô nhìn lại xem những việc mình làm Có cái nào là xứng đáng với Tuyết Linh với tình cảm nó dành cho cô mười mấy năm nay không đôi bên đều chìm trong nước mắt không thể tiếp tục cuộc nói chuyện này nữa tuyết lê hít sâu một hơi nói vội vàng dù nói thế nào đi chăng nữa con vẫn là con gái ruột của mẹ mẹ coi như con xin mẹ một ân huệ cuối cùng đi chủ nhật này con sẽ dẫn con gái con về gặp mẹ mẹ cứ gặp nó một lần chuyện sau này mẹ quyết định thế nào con cũng xin chấp nhận tuyết lê cướp điện thoại các ngang tràn chửi rủa của người phụ nữ mà cô gọi là mẹ. Nếu như cô phải hoàn cảnh hiện tại đã lâm đến bước đường cùng không thể xoay sở, tuyệt lệ cũng sẽ không bao giờ bấm vào dạy số quen thuộc nằm lòng đó. Cuối cùng chạm mặt giữa cô và mẹ ruột xem như đã đến bước đường từ mặt nhau. Sáu năm trời trôi qua, cô vẫn chưa một lần quay trở lại ngôi nhà đó. Về nhà để làm gì khi cô phải đối mặt với những ánh mắt phán xét và những lời cay nghiệt mà mẹ ruột cô dành cho con gái mình. Bà Đỗ Thu Sương, khi xưa có hai cô con gái, Tuyết Lê là đứa con gái nhỏ của bà. Cô con gái có tên là Trình Tuyết Linh, chính là con gái lớn. Theo lẽ thường, những đứa con bé bỏng nhất trong nhà thừa hưởng tình yêu thương dịu nhất. Nhưng đối với bà Đỗ Thu Sương thì ngược lại. Từ thuở ấu thơ, khi bắt đầu hiểu hết mọi chuyện, tuyết lê đã nhạy cảm với tình cảm mẹ dành cho cô không bằng một góc so với chị gái nhưng tuyết lê là một đứa trẻ cực kỳ hiểu chuyện mặc dù nhận ra cán cân tình thương của mẹ lệch lạc về một phía cô lại tìm đủ mọi cách để bào chữa cho sự thiếu công bằng đó khi còn trên ghế nhà trường chị gái được học trường tư đắt đỏ với chi phí kết xù hàng năm còn tuyết lê chỉ được học ở trường công hoàn toàn không được hưởng những đặc quyền giống như chị gái. Mặc dù cô bé Tuyết Lê có đôi khi chành lòng nhưng vẫn tự bảo mình rằng là do hoàn cảnh gia đình cô bé bây giờ không còn khá giả như lúc trước. Mẹ không thể cho cả hai đứa con gái một cuộc sống an dạng, sung sướng như trước. Bởi năm Tuyết Lê lên 8 tuổi, bố cô đã làm ăn thất bại, nợ nần chồng chất, đã lựa chọn kết liễu cuộc đời từ sân thượng tầng 30. Bố mất, gia đình lâm vào tình trạng khánh kiệt. Sau khi thanh toán hết nợ nần, Tuyết Lê cùng với chị và mẹ phải dọn ra khỏi căn nhà xa hoa tráng lệ mình đã sống từ lúc mới chào đời. Ba mẹ con dọn về một xóm nhà bình dân, sống trong ngôi nhà chỉ có hai phòng ngủ. Xung quanh suốt ngày suốt đêm vang vọng, những tiếng ồn ào nơi phố chợ. Bà Đỗ Thu Sương, tạm biệt cuộc sống an nhàn sung sướng bao nhiêu năm qua, phải tìm việc làm để kiếm tiền nuôi con và gồng gánh chi phí ăn học đắt đỏ cho hai cô con gái. Anh em bà con họ hàng của ông Trình Chí Minh tuy cũng còn rất đông và giàu có, nhưng lại thay lại không một ai gian tay ra để hỗ trợ chút chi phí cho chị em Trình Tuyết Linh tiếp tục ăn học. Trước tình cảnh lấy hai chọn một, Bà Đỗ Thu Sương đã không ngần ngại cho đứa con gái nhỏ thôi học trường tư để chuyển đến trường công rẻ hơn nhiều lại gần với khu nhà ở đang thuê. Câu giải thích duy nhất Tuyết Lê nhận được là chị gái có tài năng thiên phú hơn cô, cần được đào tạo trong môi trường tốt nhất. Bà ấy muốn nuôi Trình Tuyết Linh thành một họa sĩ tài danh, để họ có thể quay lại cuộc sống giàu sang, phú quý như xưa. Có điều bà ấy không biết được, từ nhỏ đứa con gái nhỏ của mình học cấp 1, những bản vẽ và những tác phẩm mà Trình Tuyết Linh mang đi dự thi đều xuất phát từ bàn tay của Tuyết Lê. Ban đầu chỉ vì Tuyết Lê thấy chị cố gắng mệt mỏi, nhưng tác phẩm không được ưng ý nên ra tay giúp đỡ. Dần già dưới sự thổi phòng và khoe khoang của bà mẹ, Trình Tuyết Linh với những tác phẩm của em gái mình đã mang danh cô gái tài năng thiên bẩm. Đâm lao buộc phải theo lao, hai chị em tiếp tục chuỗi ngày, thay đào đổi mận, để Trình Tuyết Đinh có thể vĩnh viễn sống dưới cái mát của cô gái thiên tài. 12 năm sống dưới cái bóng của chị, Tuyết Lê vẫn âm thầm hỗ trợ hết mức có thể cho chị gái. Kể cả việc phải giấu nhẹm đi, chuyện Trình Tuyết Linh đã có mối quan hệ yêu đương với người tài dạy môn mỹ thuật ở viện mỹ thuật mà cô ấy đang theo học. Chẳng hiểu vì lý do gì, Trình Tuyết Linh lại lựa chọn giấu giếm bà Đỗ Thu Sương về mối quan hệ ấy. Cô gái chỉ tỉ tê tâm sự cho cô em gái hàng đêm ngủ cùng với mình những buồn vui, những giận hờn, những niềm sao xuyến khi tiếp xúc với người đàn ông đó. Lần đầu tiên rơi vào mật ngọt tình ái, cô gái ngây thơ, yếu đuối như Trình Tuyết Linh đã nhanh chóng bỏ ngoài tay những lời cảnh cáo của em gái, tiếp tục mối quan hệ yêu đương ngày càng thăng cấp với người đàn ông kia. Cô ấy bắt đầu ra ngoài vào ban đêm, mượn cớ đi cùng với Tuyết Lê để qua mặt mẹ. Tuyết Linh đưa cho em gái thẻ thư viện của mình để Tuyết Lê vào đó đọc sách ngồi chờ Còn mình đi hẹn ngò cùng với bạn trai Thời gian hai chị em ra ngoài càng nhiều Và trở về nhà càng trễ Bà Đỗ Thu Sương đã nổi lên sự nghi ngờ Nhưng khi ấy vì quá lo sợ Trình Tuyết Linh lại đổ váy cho em gái Tuyết Lê biến thành cô gái 17 tuổi Mang tiếng ra ngoài chơi bời Để chị gái chờ đợi cả đêm Cô đã phải cắn răng chịu những trận đòn tàn nhẫn của mẹ ruột trước cánh nhìn vang lơn đầy khẩn thiết của chị gái không phải tuyết lê nhu nhược hay ngu ngốc mà bởi vì từ nhỏ đến lớn cô vẫn khắc ghi lời dạy của cha năm nào khi ấy trình chí minh đã ôm lấy đứa con gái 5 tuổi của mình chỉ vào trình tuyết linh đang nằm trên bệnh viện sau những ngày nhập viện mòn mỏi con gái cho dù sau này có như thế nào hãy giúp mẹ bảo vệ chị gái của con nó đã chịu rất nhiều thiệt thòi đau đớn để có thể sống sót trên cuộc đời này, con may mắn sinh ra khỏe mạnh, vì vậy con hãy san sẻ tình yêu thương người chị gái bất hạnh này của con nhé." Tuyết Lê chỉ mới có 5 tuổi, nào biết lời hứa ấy có bao nhiêu trọng đại, bao nhiêu ràng buộc cho cuộc đời của mình sau này. Cô ôm lấy cổ, bố nhẹ nhàng trả lời. "Dạ vâng." Trình Chí Minh cũng nào biết, trong suốt thời thơ ấu của Tuyết Lê, nhất là sau khi ông ấy qua đời, cô đã có nhiều lần cực kỳ tuổi thân tự hỏi tại sao sự cho đi và nhường nhịn của cô lại biến thành nghĩa vụ tại sao mẹ cô chỉ nhìn thấy nhu cầu của chị gái mà không nhìn thấy những uất ức của cô con gái nhỏ đã không hề yêu thương cô vì sao còn muốn xin cô ra đời lo sợ xảy ra chuyện tuyệt lệ đã từng băng khoăn đến mức muốn kể lại cho mẹ nghe nhưng cô chưa kịp thực hiện dự định thì biến cố lớn đã xảy ra đối với ba mẹ con bọn họ. Trình Tuyết Linh đã qua đời. Mất đi đứa con gái là cú sốc lớn nhất với bà Đỗ Thu Sương. Bà ấy tưởng như đã phát điên, suốt ngày chỉ đóng cửa trong phòng gào khóc. Sự hiện diện của đứa con gái còn lại chỉ là sự nhắc nhở tan khóc rằng bây giờ niềm hy vọng bà ấy ký thác đã không còn lại gì nữa. Nực cười thay, dường như từ lúc ấy đối với đứa con gái nhỏ của mình bà ấy lại sinh ra hưởng oán. Tuyết lệ mãi mãi không quên được, trong ngày cuối cùng của thất thứ bảy, sau cái chết của Trình Tuyết Linh, bà ấy đang ngồi dựa vào tường, lại đột nhiên nhìn chầm chầm mặt cô, hỏi với vẻ vô cảm. Vì sao? Kẻ phải chết đi lại không phải là con. Sân bệnh viện chìm trong ánh nắng chiều mùa xuân ấm áp. Linh Chi ngồi trên ghế đá, nhìn đám trẻ con đang nô đùa ở một góc sân với vẻ hâm mộ không hề che gió. Người chăm sóc ngồi trên chiếc ghế cách đó không xa, im lặng quan sát cô bé. Đã trở thành lệ, sau buổi cơm chiều, Linh Chi sẽ được đưa xuống ngồi nhìn những người khác hoạt động trên sân để khiến cô bé cảm thấy tinh thần thoải mái một chút. Một chùm bóng bay rực rỡ sắc màu xuất hiện trước mặt cô bé. Bên cạnh có một người cao to ngồi xuống. Người đó cất giọng nhẹ nhàng nhưng không giống nổi vẻ cưng chịu. Không cần nhìn nữa, chỉ vài hôm sau, cháu sẽ được xuất viện. Lúc đấy tha hồ mà trở về nhà trẻ để chơi. Thế à, thế thì tốt quá. Đôi mắt tròn xoe, sáng bừng lên. Nhưng sau đó, dường như chủ nhân của nó nhớ đến chuyện gì nên chúng ngay lập tức ảm đạm xuống. Nhưng mà... Nhưng mà cháu, cháu chưa đi mẫu giáo, Tần Đình ngạc nhiên đến nỗi quay sang cô bé, hỏi với vẻ bất ngờ. Chưa đi học mẫu giáo? Vâng ạ. À, cháu đã hơn 5 tuổi rồi cơ mà. Linh Chi xoắn hai bàn tay vào nhau, ngập ngừng, muốn nói lại thôi. Cuộc phẫu thuật đã để lại một số di chứng nhỏ cho cô bé. Ngoài việc ảnh hưởng vận động khiến trượt chân té ngã trong phòng vệ sinh ngày ấy, thì vẫn còn một số di chứng cần phải lưu ý đơn cử như khả năng nói chuyện vẫn còn chưa được lưu loát lắm lúc này. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến Tần Đình dành khá nhiều thời gian để ý và tiếp xúc với cô bé. Tuy rằng anh chỉ chuyên lựa chọn những lúc Tuyết Lê rời khỏi bệnh viện và giao việc chăm sóc lại cho người được thuê, nhưng chỉ cần thu xếp được thời gian, chưa bao giờ Tần Đình lỗi hẹn với người bạn nhỏ của mình cả. Tuyết Lê thực sự rất bận rộn, vì thế thời gian Tần Đình ở bên cạnh Linh Chi không phải ít. Bây giờ hai người lớn đã trở thành những người bạn thân và có những bí mật chung với nhau. Cuộc hẹn trên sân công viên mỗi chiều chính là một trong những bí mật đó. Mặc dù rất thương yêu và thành thật với mẹ, nhưng Linh Chi cũng chưa từng kể cho Tuyết Lê nghe về việc chú bác sĩ mỗi chiều đều ngồi đợi mình ở ghế đá trên sân. Ngày nào chú Tần cũng đến mang theo những món quà nhỏ cho cô bé. Sau đó, hai chú cháu hoặc là trò chuyện tỉ tê hoặc là chỉ cười im lặng ngồi cạnh nhau nhìn những người khác chơi trên sân. Tuy Linh Chi còn nhỏ nhưng sức phản kháng và khả năng đoán biết tâm trạng của người khác rất tốt. Có đôi khi, dù Tân Đình mệt mỏi nhưng sau những ca phẫu thuật dài vẫn không muốn thức hẹn cùng với cô bé, anh đều cố gắng để ngồi cạnh những lúc như vậy, Linh Chi cũng không hăng say nói chuyện như mọi ngày, chỉ im lặng nắm lấy tay anh, rồi im lặng nhìn ra sân. Cô bé nhạy cảm, nhận ra cả mẹ mình và chú bác sĩ đều không muốn người khác biết được việc mình đang làm, cũng như biết được họ cố gắng tránh mặt nhau nhiều nhất có thể. Vì vậy, thường là Tần Đình cũng chả thu hoạch được gì về Tuyết Lê sau những buổi nói chuyện như thế. Lúc này Linh Chi Nhìn thấy chú bác sĩ vẫn chăm chú nhìn mình, chờ đợi câu trả lời. Chú ấy cũng không có vẻ gì hối thúc, nhưng nhìn thấy thái độ là nhất định phải có được. Cô bé cực mắt xuống, chớp chớp hàng mi công, sau đó cắn môi rồi nói nhỏ. Thực ra là có đi học rồi, nhưng mà là ở quê cháu, cháu mới chuyển đến thành phố này cùng với mẹ vào Tết năm nay thôi. Ra là thế. Tần Đình thở dài một hơi nhẹ nhõm, là anh đã quá nhạy cảm, cứ nghĩ Tuyết Lê bỏ bê trách nhiệm đến độ không cho con gái đi học. Hôm nay mẹ lại không ở đêm với cháu sao? Mẹ cháu, mẹ cháu bảo dự án, dự án mới sắp bắt đầu. Khi nãy có người gọi điện cho mẹ, mẹ bảo có việc gấp, phải đi. Mẹ gọi cho bà Trương rồi vội vàng đi, đi ngay. Đã xảy ra chuyện gì, khiến tuyết lê gấp gáp đến độ không kịp chờ người chăm sóc tới nơi đã vội vã gom đồ rời khỏi phòng bệnh linh chi chìa ra một tờ giấy nhỏ trước mặt tần đình đây là mẹ cho cháu mẹ bảo nếu có việc gì cứ gọi vào số này chỗ mẹ đến không thể dùng di động thần bí đến thế cờ á lẽ nào ngoài công việc ở chốn ăn chơi trăng gió kia tuyết lê còn có một công việc khác tần đình ngồi im lặng suy nghĩ vẫn vơ một lúc căng đầu óc nghĩ xem ở thời đại này còn có chỗ nào mà không thể sử dụng mạng di động đợi khi anh hoàng hồn quay sang nhìn đã thấy cô bé ngoan ngoãn ngồi bên cạnh mình nãy giờ nước mắt lưng trọng nước mắt lại còn là nước mắt phụ nữ chính là thứ vũ khí duy nhất mà bác sĩ tần đình không thể chống cự anh vội vàng đến trước mặt cúi người xuống nắm lấy tay cô bé sao thế cháu đừng có buồn cháu đã biết mẹ đi làm việc mà mẹ sẽ quay về nhanh chóng cùng với cháu thôi cháu không buồn nhưng mà cháu lo lắm lúc mẹ gọi điện người ta nói gì đó mà sắc mặt mẹ bỗng khó coi hai giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống bàn tay đang nắm chặt của Tần đình anh như bị bỏng luống cuốn vội vàng đưa tay lau cho cô bé ồ bé ngoan không khóc chú tần sẽ nhờ người tìm hiểu xem mẹ cháu đi đâu đã xảy ra chuyện gì giúp cháu nhé việc này bây giờ cháu phải nghỉ ngơi thật tốt để mẹ không phải lo lắng biết không linh chi được sự ấm áp trong giọng nói của anh xoa dịu bắt đầu thuốc thiết nhỏ lại sau cùng ôm lấy chùm bóng bay hít mũi nhẹ nhẹ thật ngoan tần đình cảm thấy lòng mình mềm mại như được lót một lớp bông xốp mịn anh đưa tay xoa đầu cô bé Rồi ra hiệu cho người chăm sóc xem chừng Tờ giấy nhỏ vẫn nằm trong tay Linh Chi Nhưng anh cũng không cần thiết mang theo Từ nhỏ Tân Đình đã có một biệt tại Bất kể là vật gì Thì anh chỉ cần nhìn qua là nhớ mãi không quên Lúc còn bé Đó là một trong những thế mạnh khiến anh ngầm cảm thấy tự hào ấy thế mà suốt 7 năm qua Anh lại từng rất căm ghét khả năng đặc biệt này của mình bởi vì nhờ có nó mà có một số sự việc, một số người nào đó anh muốn quên lãng nhưng chưa bao giờ có thể quên. Phim trường Thanh Thượng Lâm, biên giới phía Tây Bắc, nước xếp. Tư định, em bình tĩnh nói rõ cho chị xem số trang phục này làm sao, đã xảy ra vấn đề gì. Uông Tư Đình đang ngồi bên đống trang phục, lùng nhùng với vẻ mặt chán nản. Vừa nhìn thấy tuyết lệ, bước qua cửa đã rừng rừng nước mắt chị tuyết lê số trang phục này là số cần dùng vào ngày mai nhưng lúc này em kiểm tra lại thấy có người phá hủy chúng không còn có thể cứu vãn được nữa trần tuyết lê bước nhanh tới phía trước cầm một chiếc váy lên xem bộ váy xinh đẹp đó đã bị người khác dùng kéo cắt những đường lộn xộn đài lừng cũng bị cắt làm hai ba mảnh thực sự là không thể dùng cách gì để có thể cứu vãn được khuôn mặt cô tái đi giọng run run không thể tin nổi Sao có thể như thế này được chứ Rõ ràng trước khi chị rời đi Đã nhờ Thư Huyên trong trường Chị đừng nhắc nữa Bài nãy em nghe chị muốn kiểm tra lại số trang phục một lần Để phục vụ cảnh quay vào cuối tuần Cô ta còn làm giữ không cho em đụng vào Em cương quyết thì mới phát hiện ra chuyện này Nghĩ lại cũng hết hồn Nếu cứ như để như vậy Mà đến buổi quay vào cuối tuần mới phát hiện Thì chị chết chắc Uông Tư Đình Nhìn thẳng vào vẻ mặt của Tuyết Lê Găng từng tiếng nói tới đây thì chị chắc chắn đoán ra thủ phạm là ai rồi chứ chị coi người ta là bạn nhưng người ta lại coi chị là đối thủ cạnh tranh chẳng lẽ chị không biết đoàn phim thu thương lần trước liên hệ chị chính là đoàn phim mà cô ta tìm mọi cách vẫn không vào được hay sao tuyết lê ngồi sụp xuống ghế cảm thấy lời uông tư đình nói thực sự rất có lý cô đã quá sơ suất khi không tính đến lòng ghen ghét đố kỵ của thư huyên không chú ý đến những lần hỏi dò của cô ấy về tiến độ của đoàn phim Thu Thương. Hai năm lăn lộn trong giới chuyên viên trang điểm và trang phục cho đoàn phim khiến cô trưởng thành lên rất nhiều, cũng biết rất nhiều thủ đoàn cạnh tranh bẩn thiểu. Nhưng chưa bao giờ cô nghĩ rằng có ngày bản thân mình lại trở thành bia ngắm cho những mưu mô tính toán đó. Không được, chỉ phải tìm cô ấy hỏi cho rõ. Tuyết Lê vừa đứng lên, chưa kịp xoay người đã bị Uông Tư Đình nắm tay kéo lại Bây giờ chỉ có hỏi cô ta Cô ta cũng sẽ không thừa nhận Sau đó còn làm lộ ra việc Chị tự ý rời đoàn phim trước khi xin phép Việc cấp rút nhất bây giờ Chính là thương lượng với hãng GM Để làm lại số trang phục kia Dù tốn phí lần này lớn cỡ nào Chúng ta cũng phải chịu Chờ giải quyết việc này xong Em nhất định sẽ cho cô ta biết tay Việc thương lượng với nhãn hàng không dễ như nói Hai người bọn họ xoay vòng nhờ vả xung quanh Rốt cuộc vẫn không được sự chấp nhận từ nhãn hàng. Người quản lý bên kia nói, đã được nhận lệnh từ ông chủ, không thể tự tiện quyết định việc này của bọn họ. Còn hai ngày nữa là đến thời hạn cuối, tuyết lệ căng thẳng tới mức miệng khô, mồi nẻ. Đã ba ngày cô không thể quay về thành phố C để gặp con gái. Mặc dù đã dặn dò người chăm sóc cẩn thận lúc mình không có ở đó, nhưng cô vẫn sợ Linh Chi tuổi thân Cuối tuần này là đến hạn con bé được xuất viện. Buổi chiều thứ sáu, khi hai cô gái bắt đầu tuyệt vọng, khi lịch quay vào Chủ nhật càng đến gần, thì mọi chuyện đột nhiên được giải quyết, xong xuôi. Bên phía GM đột nhiên đồng ý mây lại toàn bộ số trang phục bị hủy một lần nữa. Họ sẽ huy động toàn bộ các khâu làm việc xuyên đêm để đảm bảo rằng vào sáng Chủ nhật, toàn bộ số trang phục kia sẽ được đưa đến phim trường Thanh Thượng Lâm tai và được giải quyết, nhưng việc này cũng không thể khiến Tuyết Lê vui lên. Thậm chí cô còn lửa giận Phương vân chất vấn Uông Tư Đình. "Em nói đi, em đã đánh đổi thứ gì để giúp chị?" Sáng nay Uông Tư Đình xuất hiện ở phòng làm việc khá trễ, với một khuôn mặt phờ phạt. Cô ấy chỉ đơn giản nói với Tuyết Lê, "Hãy yên tâm, mọi việc đã được giải quyết." Tuyết Lê bán tín bán nghi, gặn hỏi thêm nhưng cô ấy chỉ bảo mình cần nghỉ ngơi sau đó đã vùi đầu trên ghế nệm ngủ say thái độ trốn tránh này của uông tư đình khiến tuyết lê lo cuốn cả lên nhưng chưa đợi cô tìm hiểu rõ đã nhận được cuộc gọi của quản lý bên nhãn hàng đích thân ông chủ của gm tiều tấn gọi điện thoại cho cô cam đoan rằng 8 giờ sáng ngày chủ nhật số trang phục trên sẽ được đưa đến phim trường tới tận tay cô tuyết lê cướp điện thoại bần thần một hồi lâu có mấy lần cô định kéo Uông Tư Đình Thức dậy để hỏi cho ra lẽ Nhưng nhìn quần xanh xám dưới đôi mắt của cô gái Cô lại không nỡ. Uông Tư Đình đã vì cô chạy ngược chạy xuôi mấy ngày hôm qua Cô gái nhỏ cơm không kịp ăn Nước không kịp uống Còn phải hạ mình năng nỉ tứ phương để giúp chị Tuyệt lệ Nhìn khuôn mặt mệt mỏi của cô gái Trong lòng lại chua xót Lại ấm nóng Thì ra trên thế gian này Ngoài chị gái ra Vẫn còn có người có thể sẵn sàng Hy sinh tất cả cho cô Đặt lợi ích và suy nghĩ của cô lên hàng đầu Sau một giấc ngủ dài Hai tiếng Cuối cùng Uông Tư Đình cũng ngủ đủ rồi mở mắt ra Còn chưa định thần Đã nhìn thấy tuyết lê quanh tay Ngồi đối diện Lắng lặng chờ mình từ lúc nào Giờ thì em có thể kể hết sự thật với chị rồi chứ Uông Tư Đình lấy lại tinh thần Nở một nụ cười tự cho là tự nhiên nhất sự thật gì chứ Sự thật là em không biết gì cả Chị thấy rồi đấy Dạ Thấy gì cơ Vẫn nhìn thẳng vào mắt cô gái Tuyết Lê áp sát lại Nói bằng giọng nhẹ nhàng Thấy em bước vào phòng Lâm tả Một lúc lâu mới đi ra Sau đó ngồi tập xuống phòng Để đồ khóc nước nở Nụ cười trên mặt tư đình cứng lại Nhưng dù sao Cũng là một diễn viên nghiệp dư Tổ chức nghề nghiệp cần phải có cô ấy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nở một nụ cười vô tư chân thành à ra là vậy chị hiểu lầm rồi trợ lý quanh ta tìm em để thương lượng về tạo hình cho buổi quay sáng chủ nhật có liên quan gì tới việc này đâu sóng bụi cay cay tuyết lê quyết định kết thúc chủ đề này giọng nói đã bắt đầu gần sóng phẫn nộ chị chưa nói hết không những chị thấy mà còn nghe trao đổi của hai người không sót một từ nụ cười vụt tắt trên mặt của Uông Tư Đình Cô hít sâu một hơi, dùng đôi mắt chân thành nhìn Tuyết Lê. Thôi được, em thừa nhận, em không hiểu vì sao anh ta lại biết được việc này. Cũng biết việc hai chúng ta đang chạy vây khắp nơi để giải quyết việc bù lại số trang phục hỏng kia. Chiều hôm qua, anh ta để trợ lý tìm đến em, nói muốn thương lượng. Uông Tư Đình siết chặt tay Tuyết Lê, khẩn khoản. Chị Tuyết Lê, chị đừng có ấy nấy, Em làm việc này không phải là vì mỗi mình chị. Em vô tình biết Tiêu Tuấn là bạn thân của Lâm Tả. Anh ta cũng có cổ phần trong hãng thời trang GM. Chuyện của chị chỉ là một điều kiện phụ trong yêu cầu chính của em thôi. Chị, thời hạn đóng tiếp phí duy trì hàng năm cho bà nội em đã đến rồi. Tiền bán nhà đã bị tiêu sạch từ lâu. Nước mắt đảo quanh trong hốc mắt. Uông Tư Đình hít một hơi thật sâu rồi cười tự diễu. Cuộc mua bán đổi chát này, em không phải là người bị thiệt. Ít ra bán cho ai cũng là bán, nhưng em là bán cho người đàn ông mà em từng yêu, thì cũng xem như chẳng phải người xa lạ, chẳng phải sao. Tuyệt lì hé miệng muốn nói gì đó, nhưng phát hiện ra mình không biết phải nói gì để ai ngủi uông tư đình Bây giờ cô cũng là ốc, không an nổi mình ốc. Có tư cách gì để chịu trích lựa chọn của tư đình Từ từ, cảm ơn em. Cảm ơn gì chứ Bà chị ngốc Tuyết lê tở dài ngồi xuống bên cạnh tư đình Kéo đầu cô ấy tựa lên vai mình Cho cô ấy một vòng ôm an ủi trong im lặng Câu chuyện rối loạn ở chỗ này Được giải quyết xong Tuyết lê nhanh chóng Quay trở lại thành phố C Ngay trong buổi sáng Trải qua 3 giờ xe cổ sốc nảy Rốt cuộc cô cũng có mặt ở bệnh viện Trước giờ ăn trưa Nhưng con gái linh trì của cô hiện tại lại không có mặt ở trong phòng bệnh cô bé linh chi đi trên hành lang bệnh viện với những bước chân nhún nhảy vui vẻ mấy ngày hôm nay vào giờ ăn trưa cô bé đều có một hoạt động quen thuộc đến trước cửa phòng khám khoa sản ngồi chờ chú bác sĩ làm xong việc sẽ dẫn cô bé xuống căng tin để dùng cơm vốn dị linh chi có thể ở trong phòng dùng cơm trưa cùng với bà trương là người chăm sóc cô bé nhưng từ khi Tư Đình nhìn thấy vẻ mặt buồn xo so, nhìn những bạn nhỏ khác, chung phòng có bố mẹ chăm sóc. Sau đó, ngóng ra ngoài cửa đợi mẹ của cô bé, thì anh không đành lòng. Anh mời cô bé đi ăn trưa, cùng với mình mỗi ngày một cách trình trọng. Dĩ nhiên là Linh Chi vô cùng vui vẻ đồng ý. Hôm nay có vẻ, bệnh nhân của bác sĩ Tần không nhiều. Từ phía xa, Linh Chi đã thấy anh đưa một đôi vợ chồng trẻ ra khỏi cửa phòng khám. Vừa đi vừa trò chuyện, người đàn ông đi bên điển trai. Bác sĩ Tần lại kiên nhẫn giải thích: Sức khỏe của vợ anh vốn đã yếu, lần lưu thai trước và chuyện xảy ra gần đây đã gây tổn thương không nhỏ đến sức khỏe của ấy. Cần phải chú ý đặc biệt trong giai đoạn đầu và cuối thai kỳ, lúc nào cũng phải có người bên cạnh để xử lý tình huống khẩn cấp. Nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng trên mặt chồng bệnh nhân, bác sĩ Tần lại kiên nhẫn nói thêm: nếu như anh vẫn thấy chưa được yên tâm Tôi có thể cho anh phương thức liên hệ với thầy của tôi Thầy ấy là chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực này Sẽ giải táp mọi thắc mắc cặn kẽ hơn tôi Bác sĩ Tần nhìn ra được vẻ e ngại của người đàn ông Khi thấy tuổi đời quá trẻ của anh Muốn để hai vợ chồng anh cố yên tâm hơn Có lẽ lời nói ôm hòa đầy trách nhiệm này đã trấn an được họ Người đàn ông được gọi là anh cố, mỉm cười lát đầu. Không cần đâu. Cảm ơn bác sĩ. Linh Chi đứng đợi hồi lâu, vẫn chưa thấy bác sĩ phát hiện ra mình. Cô bé sốt ruột chạy tới. Trên đường, bé chẳng may bị trượt chân, xém chút nữa đã ngã đâm sầm vào người phụ nữ đứng bên cạnh chú bác sĩ. Chồng của cô ấy kịp thời ôm lấy cô bé, kéo vào lòng mình, ổn định lại thân thể. Sau đó cả hai người đàn ông thở vào nhẹ nhõm. Bác sĩ Tân nhận ra người tới là ai liền nghiêm khắc nhắc nhở. Linh Chi, cháu đi đường phải chú ý chứ, thiếu chút nữa cháu đã làm cô ấy bị thương rồi đấy. Miệng thì trách cớ, nhưng vòng tay đã gian ra, ôm lấy con bé và bế lên. Linh Chi nghe cũng hiểu ra, xém chút nữa mình đã gây họa. Bé nhìn về phía cô gái, cất giọng ngọt ngào. Cô ơi, cháu xin lỗi, lần sau cháu sẽ đi chậm. Hàng Lâm nhìn gương mặt xinh xắn của cô bé rồi lại nhìn bác sĩ tần đang bế linh chi hỏi anh với vẻ ngạc nhiên con gái của bác sĩ sao ạ à? bác sĩ tần ngớ người trong đôi mắt có vô số cảm xúc đang xen anh nhìn đứa bé trên tay rồi lắc đầu nhanh chóng không phải chỉ là một bệnh nhi có duyên gặp mặt thôi cô gái xinh đẹp còn muốn nói gì đó nhưng chồng cô ấy đã kéo tay cô đi đi tôi hàng lâm anh đưa em về nhà với bà Trưa nay anh còn một cuộc họp cổ đông cần phải giải quyết Anh gấp rút như thế làm gì Cố định lập Lâu lắm rồi em mới được ra ngoài Anh để cho em hít thở thêm chút không khí tự do được không Hàng lâm được cố định lập Dìu ra khỏi cửa Không kìm được quay đầu Nhìn hai người một lớn một nhỏ ở phía sau Vừa đi vừa lẩm bẩm Miệng với mũi giống thật mà Phải không ông xã cố định lập mãi quan sát đường đi phía trước ở mơ trả lời cô Ừ, đương nhiên là phải Bà xã nói gì cũng đúng Hàng Lâm nhận ra thái độ chiêu lệ của anh Bèn vương tay cấu nhà bên hồn anh Anh chỉ giỏi nói phép Anh kiếm tiền cũng giỏi Nấu cháo cũng không tệ nữa Tiếng cãi nhau léo nhéo nhỏ dần Rồi khuất sâu lối rẽ hành lang Tần đình bế Linh Chi Im lặng Nhìn một màn hạnh phúc phía trước trái tim siết nhẹ đau đớn cho đến khi bỗng nhiên bị một bàn tay nhỏ bé vỗ nhẹ sâu lưng an ủi anh mới nhận ra mình đã bế linh chi đứng tần ngần ở đây một lúc cuối người thả linh chi xuống sàn gạch anh xoa nhẹ đôi gò má đã bắt đầu hơi bầu bỉnh của cô bé cục cơn đói chưa chú tần đưa cháu đi ăn cơm nhé linh chi gật đầu tiếng cười trong trẻo như chuông bạc đói à vâng ạ à. Tần Đình như bị nụ cười của cô bé khiến cho vui lây, anh bật cười xoa đầu Linh Chi. "Đi thôi." Tay nhỏ trong tay lớn đung đưa theo từng nhịp chân hướng về phía căng tin. Nào biết họ chưa đi được bao xa thì phía sau có tiếng gọi giật ngược. "Bố ơi bố, con mang cơm đến cho bố đây." Tần Đình dừng bước xoay người, từ phía xa, một chiếc bóng nhỏ nhắn chạy vụt lao tới, anh vội vàng buông tay Linh Chi ra đón lấy bố ơi bố mấy ngày rồi bố không về nhà ăn cơm với mẹ con và con con nhớ bố lắm cô bé linh chi đứng sững người với bàn tay trống rỗng mở to mắt nhìn tầng đình bế đứa bé trai đang liến thoáng kia giống hệt như lúc chú bác sĩ bế cô bé bé nhìn chú bác sĩ cốc yêu lên trán cậu ta rồi nói ừ tầng mặc nhiên bố cũng nhớ con lắm đứa bé trai có tên tần mặc nhiên kia cười khanh khách khi nghe thấy câu trả lời của bác sĩ Tần, cậu nhóc cứ ôm siết lấy cổ anh, không chịu buông ra, bên cạnh vang lên giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ. Mạc nhiên! Còn xuống dưới đi, bố đã bận rộn suốt buổi sáng, chắc là đang rất mệt mỏi. Tần mạc nhiên, chu mỏ nũng niệu, rốt cuộc cũng buông tay ra rồi trượt xuống dưới. Thế nhưng cậu nhóc vẫn đứng trên sàn, ôm lấy chân Tần Đình, không chịu buông tay ra. Mấy hôm rồi không thấy anh về nhà Mặc nhiên nói nhớ anh Nên hôm nay một hai đòi em làm cơm Rồi mang tới cho anh đấy Người phụ nữ trẻ với mái tóc dài thước ta Đứng bên cạnh tầng đình Đưa cặp lòng cơm qua Vừa nhỏ giọng nói vừa quan sát thái độ của anh Tần Đình chẳng thể tự chối liền đưa tay đón lấy Không cần phải phiền phức như thế Căn tin bệnh viện thứ gì cũng có Nhưng mà mẹ nói rằng cơm bệnh viện cũng đâu thể so với cơm nhà cơ mẹ nấu vẫn là ngon nhất, đúng không bố? Tần mạc nhiên vẫn léo nhéo không yên, nắm lấy ống quần anh lây mãi. Tần đình chịu không xiết chỉ có thể gật đầu cười. Đúng, con nói đúng, mẹ con nấu ngon nhất, chịu chưa? Anh nhìn đồng hồ treo tường đã 11 giờ 30 phút, đã quá chờ cơm một lúc rất lâu. Thế hai mẹ con đã ăn chưa? Quay về phòng làm việc của bố, chúng ta cùng ăn cơm. Chưa, chưa bố ơi, mẹ bảo con ăn trước nhưng mà con nhất định phải chờ bố đấy, bây giờ con đói muốn xỉu. Khuôn mặt bầu bỉnh của cậu ta nhăn lại, tay vo trên chiếc bụng tròn làm ra vẻ khổ sở. Đến đây, bố giới thiệu với con một người bạn nhé. Linh Chi Lúc sự chú ý của anh quay lại với Linh Chi thì chỗ con bé đứng thẫn tờ ban nãy chỉ còn một khoảng trống vắng lặng. Tần Đình sững sợ, đáy lòng xoẹt qua một chút đau đớn. Cô bé ấy nhìn thấy cảnh vừa rồi Liệu có cảm thấy tuổi thân hay không? Câu trả lời là có Linh Chi nằm trong vòng tay của mẹ Đầu gác trên vai tuyết lê Im lặng không nói Suốt quãng đường từ hành lang về bệnh viện tỉnh thoảng cô bé lại dụi mặt vào vai áo của mẹ Bà Trương đang sắp xếp đồ đạc ở trong phòng Nhìn thấy Tuyết Lê bế Linh Chi quay trở lại Vẻ mặt bà ấy thoáng hiện lên Một chút bất ngờ không trách bà ấy cảm thấy kỳ lạ vì mấy hôm nay, mỗi khi đến giờ cơm trưa, Linh Chi đều là ăn cùng với bác sĩ Tần. Lần này Linh Chi quay trở về phòng bệnh cùng với mẹ ruột của mình sớm như vậy, bà ấy không biết cô có phát hiện ra việc này hay không. Vốn dĩ, công việc chăm sóc bệnh nhân toàn thời gian như thế, chi phí phải trả cho người trong bệnh thường phải gấp đôi gấp ba. Như khi bác sĩ Tần tìm đến nhờ vả bà ấy, đã sẵn tiện nhờ bà báo với Tuyết Lê mức tiền thuê thấp nhất. Phần chi phí còn lại, anh sẽ thanh toán giúp cô. Bà Trương nhìn thấy hoàn cảnh đường chiếc của mẹ con Tuyết Lê, nghĩ rằng bác sĩ Tần động lòng trắc ẩn nên hỗ trợ cho mẹ con cô bé. Dù sao thì gia cảnh của bác sĩ Tần cũng rất khá giả, có nhiều lời đồn đoán cậu ấy là con trai nhà giàu có. Hơn nữa, bà ấy cũng nhìn thấy Linh Chi giống họ hàng với bác sĩ Tần cũng chỉ có mối quan hệ như vậy mới khiến bác sĩ Tần nhiệt tình hết mức như thế. Bà Trương làm công việc chăm sóc bệnh nhân trong bệnh viện này đã lâu. Xưa nay luôn biết bác sĩ Tần là người hòa nhã và ấm áp. Nhưng mà sự quan tâm nhiệt tình như thế với một bệnh nhân dù khác khoa của cậu ấy là thứ đầu tiên bà mới thấy. Nghĩ đến lời đề nghị mới nhận được lúc sáng, suy nghĩ này của bà càng thêm được khẳng định. Cái chính là bà ấy không biết phải mở lời thế nào với mẹ của Linh Chi. Với cái nhìn lão luyện của người già, bà Trương nhận ra giữa bác sĩ Tần và mẹ của Linh Chi có vấn đề gì đó nên bà mới định giấu nhẹm việc Linh Chi thường ăn trưa với bác sĩ Tần mấy hôm nay, cũng như chưa bao giờ cho Tuyết Lê biết về cuộc hẹn trên sân bệnh viện vào mỗi buổi chiều. Quà thứ hai là con bé được xuất viện, thời gian cho bà do dự cũng không còn nhiều nhưng tạm thời cứ để Linh Chi Hưởng niềm vui gặp mẹ Sau bao ngày trước đã Bà Trương thu gom đồ đạc Cần giặt ủi trong phòng Gật đầu mỉm cười chào Tuyết Lê Rồi đi ra ngoài Tuyết Lê đặt Linh Chi xuống giường Sau khi cuối người gỡ đôi dép lê Trên chân con gái xuống Cô nhìn thấy Linh Chi vẫn đưa tay xoa mắt Liên tục liền sụp xuống quan sát Hai mắt Linh Chi đỏ ưỡng Nếu nhìn kỹ con thấy có nước Đảo quanh sao thế con sao mà mắt lại đỏ thế này con bị con bị bụi rơi vào mắt thế nào có đau không để mẹ xem linh chi cực mắt tránh ánh nhìn dò hỏi của tuyết lê sau đó che mặt lắp bắp không mẹ ơi con hết đau rồi thấy tuyết lê vẫn không từ bỏ con cố gỡ hai tay đang che mắt của mình cô bé liền nói mẹ ơi con đói Câu nói này đánh lạc hướng tuyết lề thành công. Cô mỉm cười cốc yêu lên trán con gái. Biết kẹo đói, thế mà lại lang thang đi chơi ở ngoài hành lang. Vào giờ cơm trưa đấy à? Con... Thôi được rồi, con ăn đi kẻo nguội. Có muốn mẹ đút cho con ăn không? Đôi mắt đỏ hoe bừng sáng. Linh Chi gật đầu như giả tỏi. Bình thường Linh Chi là một cô gái rất ngoan và rất tự lập. Mặc dù vừa trải qua một ca phẫu thuật và hoạt động cơ thể vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng cô bé chưa bao giờ muốn ý lại vào người khác. Mỗi khi ở bệnh viện một mình cùng với bà nội trương, đến bữa ăn Linh Chi đều tự giác ăn một mình. Nhưng mà lời đề nghị được mẹ đúc cho ăn quá sức hấp dẫn, cô bé liền không thể từ chối. Sau khi đúc hết một chén cơm nhỏ và giúp con gái vệ sinh răng biển, Tuyết Lê dỗ cô bé lên giường nằm ngủ trưa. Linh Chi nằm trang trở một lúc lâu Cũng ngủ say Tuyết Lê ngồi bên cạnh giường Ngắm nhìn gương mặt ngây thơ Đang chìm trong giấc ngủ của con gái Lòng cô đau như sát muối Thực ra không phải Tuyết Lê nhìn thấy Linh Chi Đi trên hành lang như cô đã nói với con gái Ban nãy cô đã chứng kiến tất cả Từ giây phút Tân Đình tiễn cặp vợ chồng bệnh nhân kia đi Đến khi anh và con gái cô Nắm tay dung dăng dung dẻ trên hành lang tiếng gọi tắt nghẹn trong cổ hồng tuyết lê khi cô thấy nụ cười tràn đầy hạnh phúc trên gương mặt con gái linh chi của cô cảm thấy hạnh phúc cảm thấy vui vẻ cảm thấy thỏa mãn vô cùng khi ở cạnh người đàn ông ấy nhận thức ấy làm tâm thần của cô chấn động cô không thể hiểu vì sao mối dây liên kết giữa hai người bọn họ lại càng lúc càng được kéo gần như thế biết là không nên để tình trạng đó tiếp tục nhưng cô không nhận tầm xóa đi giây phút vui vẻ hiếm hoi của con gái lúc ấy nhưng chẳng chờ tuyết lê đưa ra quyết định nào đã có sự xuất hiện của một người ngăn chặn mọi thứ tiến xa hơn người phụ nữ dịu dàng xa lạ cùng với bé trai ấy xuất hiện bên cạnh tầng đình đứa bé trai gọi tầng đình là bố còn anh gọi nó là tầng mặc nhiên một đứa bé mang họ tầng gọi anh bằng bố nó hỏi anh vì sao không về nhà mấy hôm nay Bao nhiêu đó Đủ để Tuyết Lê ngỡ ngàng nhận ra Có lẽ đêm hôm đó Cô đã làm một việc rất ngu ngốc Cô đã lên giường Với một người đàn ông đã có vợ con Nhận thức ấy như một cái tác nặng nề Dán thẳng vào mặt cô Khiến cô vừa bàng hoàng Lại vừa chua xót Nhưng thứ khiến ruột gan cô Như bị cào xé Lại là vẻ mặt thất vọng xen lẫn hụt hận của con gái khi nhìn thấy Tần Đình ở bên cạnh vợ con anh. Suốt quãng đường từ hành lang về đến phòng bệnh, vài áo của Tuyết Lê ướt đẫm sau những cái dùi mắt của con gái. Đó không phải là vì bụi bẩn, cũng chẳng phải vì đau mắt, mà đó chính là sự tuổi thân cùng cực của cô gái nhỏ chứng kiến hạnh phúc một nhà ba người đó. Cô gái khao khát có vòng tay của bố, cũng như ước mơ hạnh phúc đoàn tụ gia đình như vậy. Nhưng tuyệt vọng thay, có lẽ cả đời này cô cũng không thể nào cho cô bé được điều đó. Giữa cô và Tần Đình không chỉ có mối quan hệ tình cảm ràng buộc, mà còn có cả sự hận thù. Cô không thể tha thứ cho anh, và có lẽ anh cũng sẽ chẳng bao giờ chấp nhận một con gái tệ bạc như cô. Tuyệt lệ đã phải dùng hết tất cả sự tự chủ của mình để có thể làm ra vẻ mặt bình thường, hỏi hàng con gái cũng như làm cho cô bé tin rằng lý do qua loa vừa nãy đã lừa được mẹ. Tuyết Lê siết tay lại. Đêm dài lắm mộng, cô phải nhanh chóng tránh xa mọi mối liên hệ với Tần Đình càng sớm càng tốt. Để tránh cho Linh Chi càng ngày càng quấn quyết và quen thuộc với anh. Mặc dù để làm như thế, có lẽ cô sẽ bỏ qua cơ hội tốt để trị liệu cho cô gái nhưng Tuyết Lê không muốn mạo hiểm với khả năng mất con gái vào tay Tần Đình. Cô có thể làm như thế là ích kỷ với Linh Chi. Nhưng cô không muốn niềm hy vọng có thể bám phiếu vào cuộc sống này cuối cùng của mình cũng không còn nữa. Cho dù phải bán linh hồn cho quỷ dữ, Tuyết Lê cũng quyết định không để mất con gái. Hãy cứ để anh tin rằng đứa bé bất hạnh ấy đã rời gọi thế giới theo hành động trá tu tan nhẫn của cô để tình yêu ngày cũ của bọn họ trôi theo dòng thời gian, cho anh bình yên, hạnh phúc mới. Nếu tất cả đều bắt đầu từ sai lầm và từ phía cô thì không nên tiếp tục nữa. Sau khi tiễn mẹ con Tần Mặc Nhiên ra khỏi cửa, Tần Đình quay trở vào phòng khám chuẩn bị cho ca làm việc mới. Có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên. Từ sau bàn giấy, Tần Đình vội vàng ngước lên. Ban nãy bà Trương gọi điện báo với anh rằng Linh Chi đã được tuyết lê Đưa về phòng bệnh Con bé đã an toàn Nhưng là anh sắp gặp rắc rối Cho nên vị khách đến vào lúc này Anh không tiếp đón thì không được Tần Đình xoa xoa tráng Hít một hơi thật sâu rồi trả lời Mời vào Tuyết Lê ngồi trên chiếc ghế Nhìn chầm chầm vào người đàn ông trước mặt Trong một lúc Không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu tần đình bình thản khoanh tay ngồi trước ghế với vẻ mặt rối rắm của cô nhưng anh cũng không có ý định can thiệp anh có thể đoán sơ qua những gì tuyết lê định nói cô ghét anh như thế tránh anh như tránh tạ làm sao có thể để yên việc anh hay tìm đến cô gái mỗi ngày kia chứ anh biết tôi tìm đến anh là vì mục đích gì đúng chứ tần đình nở một nụ cười khiêu khích không biết anh có chuyện gì thì cô cứ nói đi Thời gian của tôi không nhiều Sắp đến giờ khám bệnh rồi Thái độ trêu tức Lại xa cách này của anh Khiến cho cô tự hỏi Phải chăng mình đã làm quá vấn đề lên Mặc dù tâm trạng Linh Chi Chỉ còn ở bệnh viện thêm một hai ngày nữa thôi Cô vẫn không yên tâm Khi nghĩ đến tận đình Luôn luôn có cơ hội tiếp cận với cô con gái cô Linh Chi sẽ càng quấn quyết anh ta Thế thì sẽ càng bị tổn thương khi xa cách. Tránh xa mẹ con tôi ra. Tần Đình nở một nụ cười tự diễu. Xem ra anh đoán không sai. Tuyết Lê đã biết về việc anh thân thiết với Linh Chi và cô không cảm thấy thoải mái về điều đó. Cô nói rõ xem nào. Tránh xa. Của cô nằm ở mức độ nào? Không tiếp xúc với con bé này? Hay là không được lên giường với cô nữa? Nhắc đến cái đêm hôm đó, Tuyết Lê bỗng nhiên chột dạ Cô cực mắt xuống trốn tránh Nhưng lại nghĩ rằng nếu hôm nay không kết thúc Thì sẽ chẳng còn cơ hội nữa Cả hai Tôi không muốn người lạ tiếp xúc gần gũi với con gái tôi Anh cũng đâu phải là bác sĩ Chủ trì của con bé Cần gì phải làm ra vẻ tần thiết Quan tâm đến nó như thế Nếu như cô có thể hoàn thành tốt vai trò Và trách nhiệm của một người mẹ Tôi nghĩ rằng sẽ chẳng có ai rỗi hơi Để làm việc đó đâu Tôi đến gần tôi an ủi con gái của cô Đơn thuần là vì thương xót cho hoàn cảnh đơn độc của nó thôi Anh ngồi thẳng người dậy Đôi mắt kiên định nhìn chầm chầm vào tuyết lê Không cho cô trốn tránh Tôi nghĩ cô và chồng cô ít nhất Nên có một trách nhiệm cơ bản đối với sinh linh bé nhỏ Do mình tạo ra Con bé không phải là cây cỏ Không thể nào tự mình lớn côn giữa cái xã hội đầy rẫy nguy hiểm này Anh nhìn vẻ mặt đang dần tái đi của tuyết lê. Lòng thoáng dâng lên một tia không nở, nhưng cuối cùng anh vẫn dứt khoát, gằn giọng hỏi. Cô có biết một đứa bé bờ vờ, thiếu sự quan tâm của người lớn, phải chịu đựng những nguy cơ và tổn thương như thế nào không? Cô Trình. Anh thì biết chắc. Tôi biết chứ, Tuyết Lê, tôi còn rõ ràng hơn cô có thể tưởng đấy. Tuyết Lê hoàng mang nhìn anh, khóe miệng muốn nói thêm một câu gì đó, nhưng rốt cuộc cô chỉ đứng dậy xoay người muốn đi ra ngoài. Về chuyện đêm đó, cô yên tâm. Cùng lắm chỉ được xem là một lần chơi bời. Chúng ta đều là người trưởng thành. Cô hiểu chứ? Bác sĩ Tận, giới hạn đạo đức của anh là gì? Trong mắt anh, một người đã có gia đình có con cái còn có thể ra ngoài chơi bời, ngủ lan như thế sao? Vậy phải xem đối tượng là ai? Đối với người ăn chơi chuyên nghiệp như cô, thì vấn đề đó đâu cần phải quan tâm. Cô Trịnh, xin mời Tần Đình đưa tay Làm động tác tiện khách Nói rõ ý định muốn kết thúc cuộc trò chuyện này Tuyết Lê cũng không muốn Ở lại thêm một giây phút nào nữa Lúc cô đứng dậy kéo ghế Một khoảng da trần của cánh tay cô Đưa ra ngoài áo khoác Tần Đình nhìn thấy hai vết sẹo mờ Trên cổ tay Trong mắt đột nhiên dự tối lại Đôi tay đang đặt trước bụng Với vẻ khá thoải mái của anh Bây giờ siết chặt lại với nhau Cô sẽ không bị những lời nói tuyệt tình vừa rồi của anh làm tổn thương đấy chứ. Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe xong tập 2 của bộ truyện Tình ngỡ phôi pha được viết bởi tác giả Lan Đình. Quý vị đừng quên theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào 12 giờ trưa ngày mai trên kênh độc truyện Chị Dậu nhé. Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày thật vui vẻ.